như mộng huyễn bào ảnh như lộ diệt như điện ưng tá như thị quán kinh kim cang giảng ký tập 59 người giảng lão pháp sư tình không tức là đạo tràng có thể thấy đạo tràng không trọng ở hình thức bất luận là nơi nào chỉ cần ở nơi đó nói kinh thì đó chính là đạo tràng các vị đồng tu nhớ kỹ điều mà tôi mới nói cái nơi thuyết kinh đó là từ trường đặc biệt mạnh cảm giác của chúng ta vô cùng chậm lục không thể cảm nhận ra được năng lực cảm nhận của thiên nhân quỷ thần mạnh hơn chúng ta cảm giác của họ rất nhạy bén cho nên năng lực từ trường mạnh họ cảm nhận được cho dù ngắn đi nữa một phút hai phút hình thành từ trường lớn mạnh cũng vĩnh viễn không bị mất đi thiên nhân quỷ thần họ có thể cảm nhận được Họ đối với nơi đó có thể sanh tâm cung kính Không khác gì với tháp miếu vậy Vì thế đều nên cúng dường Họ là lễ kính đến cúng dường Tháp miếu Là địa điểm hoàng pháp lợi sanh Tháp là nơi cúng dường xá lợi Miếu mà chỗ này nói Chính là tự diện Bởi vì Đại sư La Thập Kinh này là do Đại sư Cư Ma La Thập dịch Ở trong sự kinh Là thuộc về thời kỳ đầu Vì sao Là không dùng miếu nữa rồi Vì sao dùng tự thời kỳ đầu có khi vẫn dùng dùng cái miếu này như thời xưa của trung quốc để gọi thực ra miếu cùng tự tính chất khác nhau miếu là nơi cúng tế quỷ thần tự miếu tự diện thì sao đó là địa điểm dạy học của phật cái này là không như nhau cho nên thời kỳ đầu dịch kinh Chúng ta phải hiểu được vào thời đó Danh từ thuật ngữ Vẫn chưa có chuyên môn như bây giờ Phân chia vẫn chưa thật rõ ràng Cho nên miếu mà chỗ này nói Chính là tự diện Tự diện là cúng dường tam bảo Là địa điểm hoạt động của tam bảo Cho nên cái từ trường đó cái thịnh đó Đương nhiên là không giống như địa điểm thông thường Nhưng mà các vị phải nhớ kỹ Phật ở trong tất cả kinh thường nói Các Pháp do nhân duyên sanh Phật pháp cũng không ngoại lệ, Phật pháp cũng là duyên sanh. Duyên có thể sanh thì duyên cũng có thể diệt. Cái đạo tràng này có người ở nơi đây tu hành chân chánh. Liền được chư Phật hộ niệm long thiên ủng hộ nếu như cái đạo tràng này lớn đi nữa mà không có người tu hành chân chánh giống như lời cư sĩ hoàng niệm tổ thường nói chỉ có hình thức chỉ có kiểu dáng mà không có một người là chân tu tuy ở trên hình tượng là một cái đạo tràng phật giáo từ trường của nó hoàn toàn không thuộc thắng hoàn toàn không rất mạnh thi nhân quỷ thần đi qua vẫn không hề để ý Nếu như ở trong cái đạo tràng này Còn có một số người làm càng, làm bậy Không những Phật Bồ Tát không đến Yêu ma quỷ quái thừa cơ hội nhảy vào Biến thành đạo tràng như vậy Đạo tràng của ma liền biến thành đạo tràng của yêu ma quỷ quái Cái này chính là chứng tỏ duyên sanh, duyên diệt. Nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Nếu không thì chúng ta nhìn thấy cái hiện tượng này thường thường sẽ sanh hoài nghi. Tại vì sao giờ thời xưa đạo tràng thịnh như vậy mà bây giờ suy rồi? Trước đây tùng lâm ở mấy trăm người, mấy ngàn người, hiện đây một người xuất gia cũng không có. Quan hệ của duyên. Cái duyên này là chân tu tất cả nói sự thật không thì giả xem tiếp một điều dưới đây pháp hoa dân năng dị nhất nhân thuyết pháp hoa kinh nại chí nhất cứu thì nhân tác vi như lai sở khiển hành như lai sự pháp hoa nhiên nhất thiết kinh dài nhiên đây là nêu kinh pháp hoa làm thí dụ thuyết minh trong kinh kim cang thường nói bốn câu kệ một câu cũng được đây không phải bốn câu một câu cũng được thế trong kinh pháp hoa có gì một người nói ít nhất nói một câu đây là chứng tỏ người thuyết pháp họ tôn trọng chư thiên tôn trọng địa điểm, nó thật ra chính là tôn trọng người này. Có thể nói pháp đại thừa. Một câu cho một người. Thì người này là ngang bằng với sứ giả của Như Lai. Là Như Lai cử họ đến, là người đại biểu Như Lai thuyết pháp. Thế nếu nói bốn câu kệ nếu nói toàn kinh thì có thể suy ra là biết rồi hành như lai sự như lai sự chính là phần trước nói sự nghiệp của bồ tát sự nghiệp của phật bồ tát chính là giáo hóa chúng sanh chính là vì tất cả chúng sanh thuyết pháp Chính là làm nên tấm gương tốt nhất Cho tất cả chúng sanh học tập Kinh Pháp Hoa như vậy Thì tất cả kinh đều như vậy Cái lý này là thông suốt đến tất cả kinh Cho nên trong Kinh Kim Cang Một câu cũng được Nói cho một người cũng được Kinh Đại Thừa này hợp chung lại xem Thì ý nghĩa bạn sẽ càng rõ ràng Càng minh bạch thuyết kinh chi nhân Đại Phật Thuyên Dương Tiện đồng chân Phật tại thử Thuyết thử Đại Pháp Thiệu Long Phật Chủng Tiện thị trụ trì Tam Bảo Cố viết như Phật Tháp Miếu Giai ưng cung dưỡng Chư Phật Như Lai Bồ Tát Thanh Văn Không có người nào Không phải Hoằng Pháp Độ Sanh Đây là Việc lớn Duy nhất Của Bồ Tát Cái phạm vi hoàng pháp lợi sanh này Là sâu rộng Vô hạn Chúng ta ở trong Kinh Đại Thừa Đặc biệt là Hoa Nghiêm Hiển bày ra Một cách cụ thể Cho chúng ta Và ở trong các loại phương thức khác nhau thì dùng ngôn từ diễn thuyết có thể nói là thuận tiện nhất nhưng mà các vị phải biết ngoài ngôn từ diễn thuyết ra những phương pháp khác cũng nhiều vô cùng điều này chúng ta thấy thiền tài đồng tử 53 tham là có thể hiểu rõ Vì thế Bất luận là Đệ tử xuất gia Hoặc giả là đệ tử tại gia Phát tâm vì đại chúng Dạng kinh thuyết pháp đều là thuộc về thay phật tuyên dương có một số các đồng tu thường hay hiểu lầm cho rằng giảng kinh thuyết pháp là việc của pháp sư xuất gia không phải là việc của cư sĩ tại gia cái quan niệm này là sai lầm cư sĩ tại gia vẫn giảng kinh thuyết pháp được như thường như thế đã bước lên bục giảng chính là thay phật tuyên dương là phải nên tiếp nhận sự lễ kính của đại chúng đây là chánh tri chánh kiến khi thế tôn năm xưa còn tại thế cư sĩ duy ma cũng thường hay giảng kinh thuyết pháp đệ tử xuất gia của phật giống như xá lợi phất một kiền liên những người này cũng thường nghe trưởng giả duy ma thuyết pháp đây là điều thế tôn cho phép đồng ý người xuất gia nghe người tại gia giảng kinh thuyết pháp cũng phải theo quy củ thông thường Giống như tôn kính Phật Đà vậy Đảnh lễ ba lại Nhiễu phải ba dòng Chúng ta nhìn thấy ở trong kinh hoàn toàn Không có tâm khinh mạng Không có nói tôi xuất gia rồi Anh là cư sĩ Không có cái tâm này Không có phân biệt Chấp trước như vậy mà thị hiện bình đẳng tại gia cùng xuất gia giảng pháp là hoàn toàn bình đẳng đây cũng chính là điều mà thế tôn ở trong bổn kinh nói với chúng ta thế pháp bình đẳng không có cao thấp bạn thấy đệ tử như lai làm nên tấm gương cho chúng ta thấy cổ đại các vị đều biết đại sư huyền trang triều đường đây là người xuất gia trung quốc chúng ta đến ấn độ để du học là một vị đại đức có thành tựu nhất ngày ở ấn độ thời đó có hai vị thầy ngài gần gũi hai vị thầy luận sư giới hiền là người xuất gia cư sĩ thận tịch là người tại gia hai vị thầy một người tăng một người tục quyền trang đều thi lễ đệ tử hoàn toàn không có phân biệt tôi là người xuất gia anh là người tại gia người xuất gia không bái người tại gia vì là có phân biệt chấp trước rồi vì thì thế pháp đã có cao thấp rồi vì là không bình đẳng rồi sự việc này đặc biệt là đến những năm gần đây cái phân biệt chấp trước này hiểu lầm rất lớn vào đầu năm dân quốc cư sĩ âu dương cánh vô ở Nam Kinh đã lập một cái viện Phật học thời gian tuy không dài nhưng sức ảnh hưởng rất lớn Phật học viện của ông tên là Nội học viện Chi Na ông đã viết một cuốn sách bỏ túi nhỏ tên là Viện tấn Nội học viện Chi Na bên trong đem những suy việc này nói rất rõ ràng rất minh bạch nói rõ phật pháp là sư đạo sư đạo thì nhất định phải tuân thủ tôn sư trọng đạo tôn sư là vì trọng đạo bởi vì trọng đạo mới tôn sư sư có tại gia có xuất gia sư lớn thứ nhất chúng ta tuy là xuất gia vì cư sĩ tại gia này là thầy của chúng ta người trực tiếp truyền đạo cho chúng ta họ là hòa thượng của chúng ta điểm này các vị cần phải hiểu rõ hòa thượng cách xưng hô này là người trực tiếp truyền pháp cho chúng ta người trực tiếp chỉ dạy ta thì người này chính là hòa thượng của ta hòa thượng không nhất định là tại gia hay xuất gia cái này các vị phải biết ở trong cửa phật Pháp sư cách xưng hô này cũng không nhất định là tại gia hay xuất gia Chỉ cần là người hoàng pháp lợi danh đều gọi là Pháp sư Nhưng mà hiện nay thói quen thế tục đều xưng người xuất gia là Pháp sư Rất ít xưng người tại gia Tại gia hay xuất gia đều có thể xưng hô là hòa thượng tại gia xuất gia đều có thể xưng là pháp sư hòa thượng bạn là người cư sĩ tại gia bạn dạy mấy học sinh thì mấy người học sinh đó bèn xưng bạn là hòa thượng bạn là hòa thượng của họ nếu như bạn là cư sĩ tại gia bạn còn dạy mấy vị người xuất gia thì mấy vị xuất gia đó cũng gọi bạn là hòa thượng nhưng mà hiện nay ở trong thói quen không còn nữa người tại gia chúng ta đều gọi là thầy không gọi là hòa thượng kỳ thực thân phận của họ quả thật sự là hòa thượng chỉ có tỷ kheo tỷ kheo ni sa di sa di ni là người tại gia không được gọi người này quyết định là thân phận xuất gia cho nên nói hòa thượng nói pháp sư thì chưa chắc là thân phận xuất gia cái này gọi là sư đạo là nhận được trời người cung kính cái mà chỗ này nói là thiên nhân đau lợi người thuyết kinh được chư phật hậu niệm, long thiên thiện thần ủng hộ, chư thiên quỷ thần cung kính, là giống như Phật thật sự đang ở đó. Họ là người thay Phật thuyết pháp, họ là người đại biểu của Phật, nói đại pháp để tiếp nối. làm rạng rỡ chủng Phật Phật Pháp mênh mông bát ngát Ở trong biết bao nhiêu Phật Pháp này Thì Kim Cang Bát Nhã Là tổng cương của Phật Pháp Đại Thừa Cho nên gọi nó là Đại Pháp Đây là so với tất cả kinh điển khác Là đặc biệt thù thắng Nhật được Tôn trọng đặc biệt Hiệu quả của nó là Thiệu Long Phật Chủng Tiếp nối Huệ Mạng Phật Từ đó cho thấy tính quan trọng của bộ kinh pháp này Vì thế Người này Cái địa điểm này Chính là trụ trì tam bảo Không khác gì So với đạo tràng của người xuất gia các vị phải nhớ kỹ cái mà phần trước nói là nói người thuyết kinh với địa điểm thuyết kinh nói nhiều ít vậy một câu hai câu ba câu bốn câu bốn câu kệ này cho dù thời gian ngắn đi nữa đều nhận được sự cung kính cúng dường của thiên long quỷ thần này như tháp miếu phật như là đương nhiên không phải giống như phần trước báo cáo với các vị chúng ta ở trên đường gặp được một người giảng mấy câu phật pháp với họ thì cái địa điểm đó là Như Tháp Miếu Phật Thiên Long Nguyễn Thần Họ liền cung kính cúng dường Phạm Phu chúng ta không biết Phạm Phu không có tâm cung kính Vì thế được lợi ích của Pháp ít Điều này Ấn Quang Đại Sư thường nói Một phần cung kính được một phần lợi ích Mười phần cung kính được mười phần lợi ích thiên long quỷ thần cảm xúc của họ nhanh nhạy hơn chúng ta họ phiền não nhẹ hơn chúng ta trí tuệ lớn hơn chúng ta cho nên họ biết lễ kính họ biết cúng dường tuy nói chỗ thuyết kinh đoàn kinh văn này trên văn tự là nói địa điểm thuyết kinh nhưng mà nó ý tại ngôn ngoại ý thực sự ở người đây là điểm chúng ta cần thể hội cho được là thiện xảo thuyết pháp của thế tôn ý nghĩa là ở người thuyết pháp này thế tại vì sao không nói người mà nói địa điểm vậy địa điểm còn cung kính như vậy huống hồ người nói đó dùng địa điểm để hiển thị sự cung kính của chư thiên quỷ thần đối với người thuyết pháp không dùng cái phương pháp này thì không thể hiển bày ra được cái này là thiền xảo của thuyết pháp nhưng mà tôn trọng người thuyết kinh như vậy tôn trọng người thuyết kinh đến mức độ này từ đó cho thấy điểm tôn quý của người thuyết kinh này thế gian bất kỳ việc gì cũng không thể sánh với họ được dưới đây ngược lại nói thản thuyết kinh nhân phi pháp thuyết pháp pháp thuyết phi pháp vọng đàm bát nhã ngộ pháp ngộ nhân kỳ tội nghiệp chi đại Việc bất khả ngôn vụ Đây là cư sĩ Giang Dị Nông Ở trong giảng nghĩa đưa ra lời cảnh cáo với chúng ta Đây là sự thật Cái mà cổ đức nói Sai đi một chữ chuyển ngữ Đọa năm trăm kiếp làm trồn hoang Kinh này không được nói sai Nói sai phải chịu trách nhiệm Phật gánh lấy nhân quả như thế đây là điểm mà mỗi vị đồng tu chúng ta đều phải chú ý đến bạn tuy chưa có phát tâm đi ra giảng kinh thuyết pháp bình thường trong lúc nói chuyện bạn bè thân thích bạn đến phật pháp cần chú ý đến cái vấn đề này nếu bạn nói sai cũng phải gánh chịu nhân quả không phải nói tôi không có lên bục giảng kinh bao giờ Không nhất định phải lên bục Bất kỳ chỗ nào Chỉ cần bàn đến Phật Pháp Thì nhất định không được đem Phật Pháp giảng sai Cái này rất quan trọng Phải dùng thái độ như thế nào vậy? Phải dùng thái độ chân thành Thái độ cung kính biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Chỗ không biết có thể không cần phải nói. Nhỏ già cũng nói rất hay. Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, ấy là biết gì. Người ta hỏi chúng ta Phật pháp, chúng ta biết thì trả lời họ, chúng ta không biết hoặc giả biết không thật rõ ràng Chúng ta nên nói rất thật thà rằng Cái bạn hỏi Cái này bản thân tôi cũng không rõ ràng Tuyệt đối không nên gì thể diện Muốn dinh dự Gượng gạo Không biết cho là biết Cái đó có thể khoái chí nhất thời Nhưng hậu quả không thể tưởng tượng Cái quả báo đó quá đáng sợ cái này nhất định phải biết ở trong tất cả pháp có hai câu là thường chân vô vọng quyết định không sai có thể thường xuyên tụng ở cửa miệng đó là vô lượng công đức là hai câu nào vậy một câu là a di đà phật câu này quyết định là không sai mời phương chư Phật đều nói như vậy bạn quyết định sẽ không nói sai gặp người liền a di đà Phật đó là vô lượng công đức câu thứ hai là sao nhìn thấu buông xả cái này quyết định không sai sẽ không nói sai sẽ không khiến người hiểu sai cho nên hai câu này thường xuyên tụng ở cửa miệng là vô lượng công đức công đức bất khả tư nghị thường xuyên tụng ở cửa miệng là chứng tỏ trong tâm thật có tuy hiện nay làm không được nhưng mà ở trong tâm thật có thường tụng ở cửa miệng vô tình dần dần họ sẽ làm được thôi thậm chí làm được mà bản thân vẫn không biết cái công đức này gọi là công đức hy hữu Nhìn thấu buông xả Thân tâm tự tại Nhất tâm niệm Phật Là quyết định giảng sanh Sanh về thế giới Tây Phương Là bất thói thành Phật Cho nên công đức Lợi ích là vô lượng vô biên Pháp không được nói sai Thí dụ chúng ta phát tâm đi ra giảng kinh phát tâm đi ra giảng kinh là công đức đứng đầu nhưng mà phải như pháp không nên cho rằng cái sự việc này tốt công đức quá lớn rồi tôi cũng phát tâm đi giảng thôi kết quả đem kinh giảng sai không những không có công đức trái lại còn bị đọa lạc nhất định phải như pháp Các vị đồng tu xem thấy niệm Phật luận Của Lão Pháp Sư Đàm Hư Cuốn sổ tay nhỏ này chúng ta đã in rất nhiều Đều bên ngoài kết duyên Niệm Phật luận cuối cùng Lão Pháp Sư đã nêu ra cho chúng ta Mấy điển hình niệm Phật giảng sanh Trong đó người xuất gia Là thầy tu vô Ở chùa cực lạc Cáp Nhị Tân Đã nêu một vị cư sĩ nam Là cư sĩ Trịnh tích tân Là tín đồ trạm sơn tự thanh đảo Cư sĩ trịnh Không có bao lâu Đã biết giảng kinh di đà là chỉ biết giảng một loại này. Ông rất nhiệt tâm đi khắp nơi giảng kinh Di Đà, khuyên người niệm Phật. Vào thời đại đó, chúng ta có thể tưởng tượng mà biết đều ở nơi thôn quê hẻo lánh. Đi khắp nơi giảng kinh, khuyên người niệm Phật. Thính chúng ở trong tưởng tượng của chúng ta cũng chẳng qua là 8 người, 10 người Giảng xong ở thông trang này rồi Thì đến tiếp cái thông trang khác Ông rất nhịp tâm Quanh năm suốt tháng đi giảng khắp nơi Chưa giảng được mấy năm Bởi vì chúng ta xem thấy Ở trong truyền ký Ông từ lúc quy y đến khi giảng sinh là 6 năm Thời gian này không dài Biết trước giờ đi Đang ngồi mà giảng sinh Không có bị bệnh Ông giảng xong kinh di đà rồi ở trong tính chúng có mấy người bạn già Ông liền yêu cầu các bạn già Ông nói tôi phải đi rồi Các anh thay tôi thuê một căn phòng Những người bạn này nghe xong thấy rất kỳ lạ Ông phải đi rồi nhưng gì còn thuê phòng chứ Ông nói tôi không phải đi đến nơi khác Tôi đến thế giới cực lạc Sợ chết ở trong nhà người ta không tiện Những người bạn này nghe nói Anh có chắc gì không Thế không sao cả Đi đến nhà tôi đi Người đó nói đến nhà tôi đi Ai cũng quan nghênh Người ta có cái bản lĩnh này Từ lúc quy y đến khi giảng sanh là 6 năm Cho nên giảng kinh là tiêu nghiệp chướng Tiêu tội nghiệp Cái sức mạnh đó là đứng đầu Cho nên mọi người phát tâm giảng kinh là việc tốt Tôi trước đây ở Đài Trung Dưới hội của Thầy Lý Lý Lão Sư nhìn thấy chúng tôi Những học sinh này Có một số người mạng rất khổ Rất mỏng, đoạn mạng Cái người đoạn mạng đó tướng mạo gì nhìn Liền thấy biết ngay Thầy Lý Kinh nghiệm rất phong phú Tuổi tác rất cao Người Việt thấy rất nhiều Nhìn thấy những người này thì liền khuyên họ Con à, con nên phát tâm đi giảng kinh đi Giảng kinh tiêu nghiệp chướng thật sự là kéo dài tuổi thọ tiêu tai diệt tội đây là việc có hiệu quả nhất cho nên bản thân ông cụ vừa khuyên như vậy thì có không ít người theo thầy học giảng kinh học được một bộ vài bộ cũng đi giảng cấp nơi ở đài loan từ nam đến bắc cũng đi xuống dưới quê để giảng tính chúng khi nhiều thì ba bốn chục người khi ít cũng có khoảng bảy tám người nhưng mà tất cả đều là nhiệt tâm đi khuyên người niệm Phật. Cách học của chúng ta phải như vậy. Phải học rất thật thà. Giảng rất thật thà. Nắm vững một cái nguyên tắc là chỉ cầu không lỗi, không cầu có công. Không nên nghĩ ta phải giảng như thế nào cho hay, không nghĩ cái này phẩm là nóng lòng cầu hay đều xảy ra vấn đề cả không cầu hay chỉ cầu không có lỗi lầm chỉ cầu không giảng sai giảng không hay không quan trọng không giảng sai thế là tốt rồi chúng ta dùng thái độ này để học để giảng thì sẽ không có lỗi lầm Nếu không thì đặc biệt là bát nhã bát nhã không dễ dàng Nếu như giảng không khéo Người ta sau khi nghe rồi Sợ họ đọa vào cái bên không đó mất Bởi vì cái gì cũng không có cả Chỉ biến thành ác thủ không rồi Thế thì phiền phức càng lớn Cho nên bác nhã là một bộ kinh rất khó giảng sau cùng lão cư sĩ giang giáo giới chúng ta cần phải tự thẩm tra cẩn thận không nên lơ là sơ xuất cần nên chú tâm thận trọng chú ý cẩn thận không được phép lơ là nhất định phải chăm chỉ phải nỗ lực khi giảng nhất định phải có sự chuẩn bị đầy đủ lúc mới học phải tu trì chăm chỉ cái mà phần trước nói phần ít bốn câu kệ này vì người nói bốn câu kệ là có công đức lớn như vậy Chúng ta xem tiếp kinh dân dưới đây Hà hướng hữu nhân Tận năng thọ trì độc tụng Thọ trì độc tụng Vì người diễn nói Bốn câu kệ Cái công đức đó là bất khả tư nghị rồi Ý như có thể thọ trì toàn kinh Độc tụng toàn kinh Thì công đức lợi ích đạt được nhất định hơn hẳn phần trước quá nhiều quá nhiều nhiều đến mức chúng ta không cách gì tưởng tượng được không phải nói đến nói nữa nói không được tưởng tượng còn không thể tưởng tượng được ở trong tiểu chú này chúng ta cần xem nói thọ trì là nói độc tụng Thọ trì, độc tụng Nhất định bao gồm Độc tụng chưa chắc có thọ trì Đây là điều nhất định Thọ trì, thọ trì là làm được Phật ở trên kinh chỉ dạy chúng ta Chúng ta tất cả ở trong đời sống thường ngày Đều làm được rồi Đó gọi là thọ trì Phật dạy chúng ta nên không có chỗ trụ Chúng ta quả thật sự là Đem thân tâm thế giới Tất cả buông xả Buông xả này là không có chỗ trụ Thật sự buông xả Hồi phục về tâm địa thanh tịnh sáng suốt Đây là thọ trì một câu Nên không có chỗ trụ Mà sanh tâm kia Chúng ta ở trong đời sống thường ngày Ở trong công việc ở trong đối nhân sự thế tiếp vật đều có thể tuân thủ lục độ quyết định không làm trái lục độ đây là sinh tâm mà sinh tâm kia ta thật sự làm như vậy rồi người làm nhất định là có độc tụng người độc tụng mà không làm được đó là không có thọ trì thọ trì hậu năng độc tụng minh kỳ tất năng lãnh nạp tu trì phương di chân năng độc tụng cái độc tụng này với người đọc được mà không làm được là hoàn toàn khác nhau người này làm được lại mỗi ngày đang độc tụng họ nhất định là có thể lĩnh hội được lời giáo huấn vô tận nghĩa thú ở trong kinh điều này ở phần trước đã báo cáo qua với các vị rồi bản kinh từng câu từng chữ hàm chứa vô lượng nghĩa họ có thể thể hội nạp là tiếp nhận tiếp nhận là y giáo phụng hành lãnh là hiểu rõ lãnh hội là hiểu rõ y giáo phụng hành đọc như vậy là đọc thật Đọc rồi thì làm được Vì nghĩa kinh vô tận Nên thường xuyên đọc tụng Thì thường xuyên có chỗ ngộ Học Phật nhất định phải biết Bộ kinh này là Bất khả tư nghị không chỉ nói kinh kim càng Bất kỳ bộ kinh nào Cũng bất khả tư nghị Cũng là vô lượng nghĩa Vì sao vậy? Đều là từ trong chân như bổn tánh của Thế Tôn bộc lộ ra Tự tánh Vô lượng vô biên Thì ngôn ngữ dân tự Ở trong tự tánh bộc lộ ra Bên trong cũng là vô lượng vô biên Vì thế Chúng ta từ sơ phát tâm Từ sơ học Mà cho đến tương lai chứng được Bồ Tát Đẳng Giác Thì ý nghĩa của Kinh Kim Cang này Có biết hết hay không gì Vẫn không hết Đây là điểm khác với sách giáo khoa Của trường học thế gian chúng ta Sách giáo khoa trường học thế gian Sách của lớp 1 Qua lớp 2 là không thích hợp nữa rồi Sách của lớp 2 lên lớp 3 Cũng không thích hợp Sách giáo khoa của cửa Phật rất kỳ lạ Từ năm lớp 1 mẫu giáo Học đến lớp tiến sĩ vẫn là quyển sách này Cái này rất kỳ lạ Giống như Kinh Kim Cang là như thế Chúng ta từ sơ phát tâm đã học đó Mà cho đến tương lai thành Phật Vẫn là bổng kinh này Vô lượng nghĩa Học cũng mỗi năm lên lớp Cái cảnh ý đó không như nhau cái cảnh ý này là càng ngày càng sâu càng ngày càng rộng sâu rộng không có cùng tận cho nên chăm chỉ làm lại có thể thường xuyên không ngừng độc tụng không ngừng hương tập hương tập là hai sự việc hương chính là độc tụng tập chính là chăm chỉ làm thực tập đem cái đạo lý phương pháp giáo huấn này của phật tất cả đều làm được ở trong đời sống chăm chỉ mà học tập không được gián đoạn như vậy là tăng trưởng định tuệ sức tu trì ngày càng tiến bộ chúng ta thường nói công phu đắc lực họ thật sự có tiến bộ công phu đắc lực biểu hiện ở chỗ nào vậy biểu hiện ở vọng tưởng ít đi phiền não ít rồi tâm thanh tịnh tâm tự tại trí huệ khai rồi những cái này đều rất rõ ràng bạn có thể cảm nhận ra được ở trong công việc thì sao mọi việc đều rất thuận lợi cho dù gặp phải việc rất phức tạp khi bạn xử lý là rất nhẹ nhàng là làm tốt sự việc bạn sẽ cảm thấy trước đây gặp phải sự việc này là không biết làm sao cho tốt hiện nay gặp phải những sự việc này sao mà rất đơn giản là đã xử lý hết rồi cho nên mang lại đời sống thật sự là hạnh phúc mỹ mãn vui sướng đây là trạng thái của công phu đắc lực hiện tượng của đắc lực nhìn từ bên ngoài cũng có thể nhìn thấy công phu đắc lực thấy từ đâu vậy thấy bạn ngày càng trẻ ra thấy thể lực sức khỏe của bạn càng ngày càng tốt hơn đây đều là hiện tượng của dùng công công phu đắc lực nếu không như thế bạn tuy là học phật công phu không đắc lực cho nên tu học phật pháp có hiệu quả chân thật Tuyệt đối không lừa gạt người Bạn thấy người đoạn mạng phước mỏng Còn có thể chuyển lại được Hữu ngộ trong đời sống Chỉ có một chút xíu phiền não Bất như ý này Đâu có lý nào không thể chuyển lại được nhược phi tận thọ tận trì khởi năng đầu đầu thị đạo vì chúng tùy duyên nhi thuyết giả đây là tiếng thêm một bước bạn vì người thuyết kinh thuyết rất trôi chảy nói cái nào cũng có đạo lý thuận lợi mọi bề thì trì một hai bài kệ không thể nói không có hiệu quả rất khó khăn Trì tụng một bài kệ Nửa bài kệ Lại có thể đến cái nào Cũng có đạo lý Tùy duyên mà thuyết Đó là công phu sâu rồi Được Có thể làm được Nhưng chúng ta là người sơ học Chưa có cái công phu này Chúng ta nói với người ta một câu Hai câu Thậm chí nói rất cạn Không đủ độ sâu Chưa có công lực Chưa có công lực làm thế nào vậy có cách cứu giảng Đọc nhiều Trì nhiều Tận trì Đó chính là nói với bạn Toàn bộ Kinh Kim Cang Bát Nhã Bạn đều phải thọ trì Cái này đối với người sơ học mà nói Bạn lý giải càng nhiều thì ở trong đời sống thường ngày bạn có thể dùng được cũng nhiều rất nhiều câu giáo huấn ở trong đời sống thường ngày tất cả đều dùng được bạn mới có thể được thọ dụng chân thật bản thân được thọ dụng đích thực bạn giới thiệu cho người khác thế là thuận tiện rồi đây không phải người nói gì ta cũng nói thế không phải đạo tính đồ thuyết là ta tự mình làm được ta đích thân thể nghiệm thế thì đương nhiên khác nhau rồi nói ra cũng có thể cảm động lòng người như lai chi ý thực dụng nhân nhân kỹ năng thọ trì hậu năng vị nhân diễn thuyết câu nói này mọi người phải nhớ kỹ Đọc tụng thọ trì Vì người diễn thuyết Câu như vậy của Thế Tôn Không chỉ ở trong Kinh Kim Cang Có thể nói Trong tất cả Kinh Đại Thừa Chúng ta đều đã từng thấy qua Không phải một bộ Kinh Từ trong câu nói này Chúng ta có thể thể hồi được Tâm ý của Phật tâm của phật quả thật sự là muốn dạy chúng ta không những phải y giáo phụng hành nhất định phải vì người diễn thuyết vì người diễn thuyết bốn cái chữ này phải thấy rõ ràng diễn là biểu diễn cho người thấy dùng cách nói hiện nay để nói chúng ta ở trong cái xã hội này phải làm tấm gương tốt cho chúng sanh đó là diễn diễn và thuyết là hai sự việc diễn là thân giáo thuyết là ngôn giáo diễn là bản thân thật sự làm được ở phần trước chúng tôi đã giảng rất rõ ràng rồi dùng hai câu kinh văn mà mọi người đều biết này nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia Hai câu này mọi người đều biết Người không học Phật cũng biết Trong Kinh Kim Cang có hai câu này Đây là bởi vì Trước đây đại sư Lục Tổ Huệ Năng Do hai câu này mà khai ngộ Cho nên hai câu Kinh văn này Cũng là rất nổi tiếng Chúng ta làm thế nào làm được vậy? thân tâm thanh tịnh Chính là ưng vô sở trụ Trong tâm Không có buồn lo Không có bận tâm Rất sạch sẽ Không nhiễm mảy bụi Đây là ưng vô sở trụ Phải làm được Ở trong tâm Thật sự đến Vô sở trụ rồi Là tôi vừa mới nói bạn sẽ trẻ sẽ trường thọ sẽ không già đều biểu hiện ra rồi cái hình ảnh này có thể cho người khác thấy thể lực dồi dào nguyên nhân gì vậy người già bệnh chết đều là do tâm quá bẩn rồi tâm bị bệnh thì cái thân đó làm sao có thể tốt được phật nói với chúng ta tham sân si gọi là tam độc ở trong tâm có tham sân si thì cái tâm đó rất độc tâm đó có độc rồi thân làm sao có thể tốt được cho nên bên ngoài cái hoàn cảnh này hơi có một chút xíu ô nhiễm kích thích liền bị bệnh ngay nếu như tâm thanh tịnh sẽ không bị bệnh sẽ không sinh bệnh bệnh là từ ô nhiễm mà ra tâm địa ô nhiễm. Tâm thanh tịnh rất quan trọng. Lại có thể hành ư bố thí. Hành ư bố thí, nếu dùng cách nói hiện nay để nói là vì xã hội, vì quốc gia, vì tất cả chúng sanh phục vụ. cái phục vụ này là làm hết nghĩa vụ không cầu đền đáp không cầu trả công tận tâm tận lực vì xã hội vì quốc gia vì nhân dân mà phục vụ đây chính là nhi hành bố thí chúng ta chỉ có bỏ ra chứ không cầu đáp lại cái này người bình thường cảm thấy Người này chẳng phải là kẻ khờ sao Họ mới không khờ Họ mới là thông minh Không cầu đền đáp Thì Phước Đức không thể nghĩ bàn Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng Phước Đức không thể nghĩ lường Cái mà họ tu là Phước Đức lớn vô lượng vô biên Tâm thanh tịnh là tu huệ hành ư bố thí là tu phước phước huệ sông tu vô lượng vô biên họ đâu có khờ họ có phước báo rất lớn cái phước báo lớn này tất cả chúng sanh đều hâm mộ đây gọi là diễn bằng nếu như thật sự làm được đây là diễn bạn làm được rồi người ta nhìn thấy họ sanh tâm hâm mộ họ liền thỉnh giáo bạn đời sống của bạn làm thế nào mà sống hạnh phúc như vậy làm sao sống vui vẻ như vậy chứ họ đến thỉnh giáo rồi thế thì bạn thuyết pháp cho họ đây là diễn thuyết Chúng ta cần chăm chỉ tu học Hiện nay ở cái thời đại này Bất luận trong nước ngoài nước Đời sống của mọi người đều sống rất vất giả Cho dù là quyền thế quý tộc cẩn dịch viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ a còng gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật